Polly xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với bếp của Polly. Như Polly đã hứa trong cái video lần trước mà Polly làm chiếc bánh mì kho lá mùa hè đó, chiếc bánh mì focaccia đó, thì hôm nay Polly hướng dẫn mọi người cách làm men nở tươi. Thì men nở tươi Polly nghĩ rằng mọi người sử dụng rất là nhiều trong các loại bánh mì, bánh bao, bánh mì ngọt. Thì theo kinh nghiệm của Polly thấy đó, thì cái men nở tươi á, nó sẽ làm chiếc bánh thơm hơn, xốp hơn và nhất là tiết kiệm được thời gian. Còn cái men nở khô á vẫn được nha, nó vẫn ra chiếc bánh vẫn ngon, không kém, khoảng 8-10 so với men nở tươi. Nhưng mà mình vẫn nghe được cái mùi men của cái men khô đó, cho nên Polly vẫn thích sử dụng cái men nở tươi hơn. Thì cái cách làm nó rất là đơn giản và không có gì khó. Polly chỉ chia sẻ liền. Polly nói thêm như thế này nè, lúc mà khoảng thời gian là Covid á thì Polly mới làm cái men nở tươi này thường xuyên hơn. Thứ nhất là Polly hạn chế đi chợ. Một tuần Polly hình như chỉ đi một lần hoặc hai lần thôi, bởi vì rất là sợ. Polly có con nhỏ nữa, mà con nít thì đi vô chợ nó hay vọt vẹt cái này cái nọ, không thể nào mà cản được, có nghĩa là sờ cái này cái nọ, thậm chí là nằm lăn lộn ở dưới sàn nhà luôn. Mà nhà Polly là Polly tại có con nhỏ cho nên là thường rất hay làm bánh mì và bánh bao, bánh mì Việt Nam, bánh mì Tây, rồi pizza, tất cả đều Polly đều sử dụng cái men nở tươi này rất là nhiều. Cho nên chính vì vậy mà Polly thấy rằng nó rất là tiện lợi và Polly quyết định chia sẻ với tất cả mọi người. Ở các cái thành phố lớn thì rất là dễ rồi mọi người. Có thể đi ra cái là tìm được là men nở tươi liền. Nhưng mà ở các thành phố nhỏ hay là vùng quê, như Polly cũng ở vùng quê nhé, thì ở vùng quê của Polly chạy 10 phút là cũng có chợ nó mở rồi. Nhưng thỉnh thoảng là ở cái chợ vùng quê thì cái chợ nó đóng cửa rất là sớm. Nhiều khi mà mình cần một cái là lại không có, cho nên luôn luôn trong tủ của Polly lúc nào cũng có men nở tươi và muốn làm là lấy ra làm thôi. Thì Polly sẽ có hai cách để làm men nở tươi. Một cách rất là đơn giản đó là cái dùng chính men nở tươi để mình nhân lên 14 lần hoặc 15 lần luôn nha. Và một cách thứ hai, nếu mình không có men nở tươi thì mình sẽ làm men nở tươi bằng cách nào? Đó là dùng men khô. Tỷ lệ cũng như nhau và có điều là cái men nở khô nó sẽ ủ nhiều hơn. Thì bây giờ Polly sẽ hướng dẫn mọi người cách làm thứ nhất, đó là cách làm men nở tươi từ men nở khô. Nguyên liệu mình cần cho cái men tươi được làm từ men khô rất là đơn giản nha mọi người. Mình cần 100g nước ấm, 100g bột, 1 muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê men khô bánh mì. Polly nói thêm về cái nước ấm. Nước ấm là mình không được quá ấm, có nghĩa nó chỉ, nếu mà chuẩn nhất là 28 độ C là cái men nó kích hoạt rất là tốt. Còn nếu như mà mình trên cái đó là nó sẽ là như là 45 độ, nó sẽ là chết cái men. Cho nên khoảng từ dưới 30 là tốt nhất nha mọi người. Còn nếu mọi người mà cảm thấy sợ quá không biết nó ấm hay là nó không á, thì mọi người dùng nước bình thường thôi, không cần, nhưng mà đừng lạnh nha, thì là vẫn được, nhưng cái thời gian mình sẽ ủ nó sẽ lâu hơn. Thì bây giờ bắt tay vào làm với Polly nhá. Trước tiên thì mình sẽ cho nước vào đây ha. Sau đó mình sẽ đổ đường vào. Và mình sẽ cần một cái phới như thế này. Bây giờ là Polly sẽ đi đong cái men khô bánh mì. Thì mình sẽ đổ vào đây, cho một muỗng cà phê ha. Mình khuấy nó lên, khuấy khoảng một phút thôi, cho nó men với đường nó hòa tan ra. Đây, sau khi mọi người sẽ thấy nó không có còn lợn cợn hay bất cứ cái gì nữa ha. Thì mình sẽ tiếp tục mình đổ bột vào. Và mọi người sẽ thấy cái hỗn hợp này nó sẽ hơi sệt sệt. Nó không quá lỏng cũng không quá khô nha mọi người. Nó sệt sệt. Để Polly khuấy xong Polly sẽ view cho mọi người xem. Đây. Mọi người sẽ thấy nó sệt sệt như vậy ha. Nè. Đây, nó sệt như vậy. Mình sẽ dùng một cái màng thực phẩm và mình sẽ đậy cái này lại. Mình đem đi ủ 3 tiếng đồng hồ ở nhiệt độ phòng. Thì mọi người sẽ thấy nó tăng gấp 3 lần. Thì lúc đó là nếu mà lỡ mà giống như nhà của Polly nó không có, Polly sẽ để cái này nó chỗ mà nó hơi ấm như cạnh bếp á, thì nó sẽ ấm, nó sẽ trong vòng 3 tiếng. Nhưng nếu như cái nhiệt độ mà trong nhà của các bạn nó nóng hơn á, thì mọi người canh nha. Khi mà thấy nó tăng gấp 3 là được, là mình có thể đem ra ha.
Trong khi chờ đợi cái men khô bánh mì của mình nó trở thành men tươi 3 tiếng đồng hồ, thì bây giờ Polly sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cấy men tươi thành men tươi. Có nghĩa là mình sẽ nhân lên gấp 8, gấp 10 lần tùy theo mình phân chia cái trọng lượng của nó. Cái nguyên liệu cấy cái men tươi để nhân lên gấp 8, gấp 10 lần thì nó cũng y chang như là cái men khô nha mọi người. Cũng là 100g nước, 100g bột, một muỗng canh đường và 20g men tươi. Thường thì men tươi bánh mì ở chỗ Bully thì nó bán như vậy. Mình nghĩ chắc ở đâu nó cũng vậy. Nó sẽ kiểu nó bán trong một cái viên. Cái viên như vậy nè. Là một viên như vậy là thường là 50g nha mọi người. Đấy. Ở trong nó gói lại như thế này. Đấy. Bully để cho mọi người nào mà chưa biết men tươi bánh mì như thế nào á, thì là nó làm như vậy. Mình cũng cần một cái ô để mà cho men nó nở. Nước là cũng sử dụng nước hơi ấm nha mọi người. Bolly có nói video hồi nãy rồi đó ha. Thì mình đổ nước vào trước, sau đó mình bỏ đường vào, mình khuấy cho nó tan trước, sau đó mình cho men vào luôn ha. Bây giờ nó tan rồi thì Bolly sẽ bỏ bột vào ha. Mình đổ hết luôn cũng được, khuấy. Mình dùng một cái màng thực phẩm và mình đậy nó lại nha mọi người. Và mình đem đi ủ 20 phút. Sau đó mình sẽ đem chia ra từng viên nhỏ và mình bỏ vào tủ đông. Và bỏ trong tủ đông mình sẽ bảo quản được 5 đến 6 tháng nha mọi người. Bây giờ mình đi ủ nha, 20 phút nha mọi người. Đây nè mọi người, đây là cái mà mình poly ủ bằng cái men khô. Còn cái này là ủ bằng men tươi. Thấy nó nở ghê không? Đây, Bully mở ra. Đây là từ men tươi nha mọi người. Nè, nó nở gấp 3 luôn. Là mình ủ 20 phút đấy. Còn cái này là Bully làm lúc mà mình ủ bằng men khô. Ủ 3 tiếng, đúng 3 tiếng đồng hồ. Nè, nó nở nhưng nó nở chậm hơn. Nhưng mà vẫn là tăng gấp hơn nha. Vẫn là gấp 3 so với cái ban đầu. Thì bây giờ Bolly sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mà mình bảo quản ha. Bolly sẽ chuẩn bị một cái khay cupcake ha. Mọi người sẽ chuẩn bị và cắt ra một màng thực phẩm nó nhỏ như thế này nè, để mình có thể gói nó lại, gói cái men nó lại thì mình để vào đây. Thường một cái khay này á, Bolly chia ra mỗi viên á là 20g thì khoảng là 8 viên. Cho nên là mình sẽ đi cái men khô trước. Thì mọi người sẽ múc một muỗng canh như thế này và mọi người bỏ vào trong cái khuôn. Nó dao động là từ 18 đến 20 nha mọi người. Mọi người sau khi mà nó xong đó nè, mọi người bọc nó lại và gói nó chặt lại, xong mọi người bỏ vào trong cái ô và tiếp tục cứ làm như vậy. Khi nó cứng lại đó mọi người, khi nó cứng lại thì nó rất là dễ lấy nha. Bolly tiếp tục làm luôn cái phần mà cấy cái men tươi, có nghĩa là nhân đôi cái men tươi lên luôn nha mọi người. Cũng làm y chang như cái kia. Và mình sẽ lấy nắp đậy lại. Đây nè mọi người, sau khi mà Bolly làm xong hai cái loại men tươi thì Bolly gói lại được 17 viên nhỏ. Thì bây giờ mọi người đem bỏ vào trong tủ đông và mình sẽ trữ đông được từ 5 đến 6 tháng. Và sau đó khi mà mọi người muốn làm, mọi người chỉ lấy nó ra rồi cân lại, rồi mọi người hòa nó với một muỗng canh, hai muỗng canh nước. Rồi sau đó mọi người chờ 15 phút là men nó kích hoạt lại bình thường. Và khi mà mọi người ủ bột á, đừng có tính vào cái thời gian cho bất cứ công thức nào mà người ta hướng dẫn á. Mọi người bỏ cái thời gian ủ đó qua một bên, bởi vì nó rất là phụ thuộc vào cái nhiệt độ của từng cái khu vực, chẳng hạn trong nhà của mình. Thì miễn làm sao mà khi mọi người ủ cái bột mà nó mọi người cảm thấy nó tăng lên gấp đôi, nó tăng gấp đôi gấp hoặc là hơn luôn thì là được. Nhưng mà đừng ủ quá thì cái bánh nó sẽ bị có thể khi mình làm nó xẹp. Nhưng mà khi mà nó cái bột nó nở gấp đôi là được. Và Bolly sẽ dùng cái men tươi này mà nó đông đá để Bolly làm pizza cho mọi người luôn. Và hẹn gặp lại mọi người ở cái phần sau để làm pizza bằng cái men đông đá nha. Bolly chào tạm biệt và chúc mọi người sẽ làm thành công cái men tươi này. Và hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới. Xin chào tạm biệt.